Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Minh Huệ là một người sống tại Lâm Hà. Thế nhưng cũng giống như rất nhiều nghệ sĩ khác, tình yêu đối với Đà Lạt trong anh luôn nồng cháy, phải không nhạc sĩ Minh Huệ? Vâng, và Hiền Hòa biết rằng là anh đã có một ca khúc viết về Đà Lạt đầy ý nghĩa. Anh có thể giới thiệu về ca khúc đó không? Tôi cũng như là rất nhiều những người mà khi nghe đến Đà Lạt thì luôn luôn lúc nào cũng muốn đến Đà Lạt, muốn biết Đà Lạt. Từ vì Đà Lạt nổi danh đã là một thành phố hoa, thành phố du lịch của tất cả các du khách. Thế thì trong cái tình yêu của tôi là khi tôi ở Lâm Hà và tôi đến Đà Lạt thì cũng rất nhiều cảm xúc. Và tôi muốn là khi tôi viết cái ca khúc này, tôi muốn như là một người giới thiệu, như một người Đà Lạt giới thiệu cho các du khách đến với Đà Lạt thì hãy đến với một số danh lam thắng cảnh của Đà Lạt. Ví dụ như là Tháp Peren, ví dụ như là Thiền viện Trúc Lâm, ví dụ như là Hồ Xuân Hương, đỉnh Lang Biang và một số những danh lam thắng cảnh của Đà Lạt khác. Cho nên là chính bằng những cái cảm xúc của Đà Lạt như vậy cho nên tôi đã viết cái ca khúc này. Một trong số những ca khúc mà anh viết về Đà Lạt mà anh tâm đắc đó là bài Xa Rồi Có Nhớ. Vâng. Anh có thể trình bày một số giai điệu bài hát này cho khán giả của Đài Lâm Đồng được không ạ? Vâng, tôi xin hát để Hiền Hòa cùng là các quý vị chúng ta cùng nghe ca khúc này. Chiều nay có về Đà Lạt, em ghé thăm đèo Peren, ghé thăm Nguyên Lâm Thiền Viện, nghe rừng thông hát lao sao. Chiều nay có về Đà Lạt, em nhớ lên đỉnh Lang Biang, xuân hương hồ thướt tha bóng liêu, dáng yêu kiều ơi cô gái cao nguyên. Em có nhớ dáng chiều Đà Lạt, em có nhớ mưa chiều cao nguyên, ngàn sắc hoa khoe màu vui đón khách, thành phố đêm như một chốn thiên đàng. Em có nhớ ánh trăng soi mặt hồ, em nghiêng nghiêng che rượu cần em say, vòng tay nôi vòng tay thân khi xa rồi. Em có nhớ cao nguyên chiều nay xa rồi Đà Lạt, em nhớ mang nhành phong lan, mang theo tình yêu xứ núi, nhớ tình người nhớ mãi cao nguyên. Xây dựng cái kế hoạch để hưởng ứng cái ngày quyền của người tiêu dùng tại tỉnh Lâm Đồng năm 2016. Về kế hoạch cụ thể như sau. Việc thứ nhất thì sẽ tổ chức thực hiện treo băng rôn, biểu ngữ, khẩu hiệu nhằm mục đích tuyên truyền những quyền cơ bản của người tiêu dùng và phản đối các hành vi vi phạm đến quyền lợi, quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng tại thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc,